2.62 chia kẹp số 1. Thì lúc này mình sẽ kéo cái công cụ siêu ra cái bình tiền, mình coi cái số 5 nó nằm ở đâu. Đây. Anh chị thấy rằng là cái số 5 có phải là nó nằm ở đâu, là 2.6 mấy rồi đúng không? Cái này nó nằm trên luôn. Nằm trên luôn. Con số 3 này nó nằm ở 2.61, tức là nó vượt so với là 1.68 của chiều dài của số 1 rồi. Nó vượt qua xa dưới đây rồi. Thì nó rơi vào thứ hai, thì lúc này con số 5 này nè, nó bằng con số 1. Có anh chị? Có khả năng nằm ở số 1 không? Nó chạy lại chút xíu. Là nó vẫn luôn trọt ra, nó gọi là ra đây, nó vẫn qua trường hợp ra. Thì nó nằm trong phần này, nó bằng 1.65, nó cũng có năng nằm ở trường hợp này. Đây số 1. Thì mình kéo số 1, kéo từ đây đến đây thì nó phát triển lên, đâu đó phát triển lên đây số 2, phát triển lên đây là số 3. Thì lúc này nếu mà con số 3 này, cái đỉnh số 3 này nó trên 1.68, trên 1.68 thì lúc này trường hợp này số 5 có qua trường hợp như nãy mà mới vừa nói xong, hoặc là lớn hơn 1.68, bằng 100%, 1.64.8 và bằng 2.64.8. Và trường hợp thứ hai, nếu chiều dài của số 3 mà nhỏ hơn 1.62.8 chiều dài số 1 thì số 5 tương thủ chắc sao? Số 5 bằng 0.62 chiều dài tính từ điểm bắt đầu của số 1 đến điểm kết thúc của số 3. Đây mình sẽ đưa ra cái này. Ở đây là thấp hơn anh chị ha, thấp hơn anh chị, cái thấp hơn. Bây giờ đây là số 1 nè, thì mình kéo cho đây. Đây. Anh chị thấy là khi mà mình kéo một số 1 thì nhận nó thấp hơn nhé. Kéo từ đây cũng 1 này. Thì khả năng đây là sống 1, 2, 3, 4, thế nào bên kia. Nó thì nó nằm bao nhiêu là 1. Khi mà cái con sống này, nếu con sống 2 nhỏ hơn hàng ngày thì con sống 5 nó tương thủ chiều dài như thế nào. Thứ nhất là điểm từ điểm khởi đầu của con sống, điểm khởi đầu con số 1 thì đến với điểm kết thúc số 3. Thì lúc này mình sẽ kéo từ 1 đến 3. Ở đây vậy là mình xác định ở đây là 3 đúng không anh chị? Thì lúc này nó nói là bao nhiêu? Cái sóng chiều dài sóng A là bao nhiêu anh chị? Chiều dài sóng A. Chiều dài sóng A bằng 0.62% chiều dài từ số 1 cho đến điểm kết thúc của sóng sóng A 0.62 ha. Lúc này bây giờ mình coi là mình kéo từ đây thì cái đoạn từ đây là 0.62 anh chị. Có số 5 nó dành lại chút xíu. Chiều dài số 5 rồi. Tiếp, số 5 bằng chiều dài của điểm khởi đầu của số 1 đến số 3. Là có những trường hợp là nếu con sống cái từ con số 1 nó kéo từ đỉnh 1 số 1 mà đỉnh số 3 nó nằm dưới 1.62 này, thì trường hợp là 3 trường hợp. Thứ nhất là cái chiều dài số 5 bằng 0.62/5 của chiều dài 1 đến 3. Và thứ hai đó là bằng luôn. Và trường hợp thứ ba là bằng 1.62. Thì cái này sẽ đưa ra một thực tế ví dụ cho chị thấy. Đặt vậy thấy không? Đây. Khi mình kéo từ đỉnh 1 đến cuối 1 thì cái điểm 1.618 này là điểm nhất ngày mai. Cái này nó tương thủ với trong trường hợp đầu tiên nãy mình nói đó, là nó con sóng sóng năm chiều dài sóng năm đâu sóng năm là trường hợp phía trên đây anh chị, nó lớn 1.62 này, lúc này nó khoảng là sóng năm cái này là mà một bằng một chấm bằng chiều dài số 1 bằng 1.2 chiều dài số 1. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy cái đoạn này mình sẽ làm cho 100%. Mình coi số 5 này nó có bằng không? À, số 5 này nó bằng hơn. Vậy thì 100% đây là 2.48. Nó nhiều hơn rồi. Vậy nó nằm trong trường hợp thứ hai. Vậy thì nếu mình kéo từ đây có đây là 1.2.61, 1.64.8. Chiều dài của số 1.
rõ ràng đó, tranh thủ cái quy tắc mình lại mình đo rõ ràng. Rồi đó là trường hợp lớn hơn, cái gia đình trường hợp nhỏ hơn. Đây. Trong cái trường hợp này, cái con số 3, cái này nó cũng nằm khó mé đây. Đây là nó bằng còn thấp hơn. Trong trường hợp này rơi vào trường hợp thứ 2 thì con số 5 này nó sẽ bằng con số 5 0 bằng 0.62 chiều dài bắt đầu đến khởi đầu cho đến kết thúc của số 1. Đây là chỉ điểm này, là số 3 từ đây kết xuống đúng không? Nó là một đôi chiều dài đó. Đây chiều dài từ 3 thứ 3. Vậy thì lúc này có thể có hai năng lực sử dụng công cụ của nên xin mình kéo từ đỉnh 3 này. Đây khả năng sống ngầm nó có đây nhưng mà nó chỉ đến thế chuyện đó là sống mấy cái này thôi. Như cái này thôi. Đó. Bây giờ thấy các anh chị. Nếu mà cái trường hợp sóng ma thì nó bằng là 1.62, tức là cái đỉnh nó bằng, hay là từ đây là 100% này. Sóng 5 bằng với chiều dài của đây này, tức là chiều dài của thằng này nè. Đây bằng cái này nè. Nên chị dùng được không? Rồi. Thì đó vui lắm, bởi vì nếu mình kéo từ 1 này nè, cái thằng 3, 3 này nó thấp hơn 1.60, 68 nó rơi vào trường hợp.